Vâng, xin chào tất cả quý vị và chào tất cả các bạn. Hôm nay thì hai vợ chồng Giáp lại đi quay cho mọi người xem một cái miếng đất gồm có bên ngoài khoảng 3 ha nhưng mà trong bìa khoảng 2 ha 6. Và cái đất này thì đã có bìa là 1 ha 8 rồi. Và cái đất này thì nằm tại xã Ia Lâu, huyện Chư Bờ Đông, tỉnh Gia Lai. Và một cái miếng đất vợ chồng Giáp nghĩ là để cho bất cứ một cái vị nào hoặc là một gia đình nào mua để ở đây, tránh xa tất cả những cái ồn ào, những cái gọi là xô bồ, những cái ganh đua trong cuộc sống. Nếu các bạn vào đây ở thì rất là tuyệt vời. Một cái miếng đất thực sự rất yên tĩnh, rất tuyệt vời. Giáp không phải là quá khen. Và cái miếng đất này nó có một cái dòng suối, bám theo một cái dòng suối nước chảy róc rách, có thác đá thế này. Đường đi cũng rất là gần. Từ đây mà ra đến trung tâm xã thì chỉ có độ khoảng vào 2 cây 8, Giáp cứ cho hẳn 3 cây số thôi. Đường đi cũng gọi là đi được, ngon lành. Và cái suối chảy rất đẹp đây, như các bạn nhìn cái suối ngay đây. Và trên này thì gia đình có một cái chòi, và toàn bộ đây là gia đình đã trồng điều nhé các bạn. Và trồng tre, trồng rất là đẹp luôn. Vâng, và em xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay vợ chồng em sẽ review một miếng đất rất là ưng ý. Nói chung là đối với vợ chồng em thì cảm thấy rất là thích, bởi vì là vào đây có thể chăn nuôi này, trồng trọt này và nghỉ dưỡng. Nói chung là nghỉ dưỡng và yên tĩnh đi, không ồn ào. Nói chung là bác nào mà yêu thích những cái miếng đất mà như vợ chồng em đang quay đây thì hãy liên hệ vợ chồng em ngay nhé. Và cái miếng đất này xin thưa với quý vị, giá bán tổng cho cái miếng đất này chỉ có 480 triệu. 480 triệu là trong, là xong. Nếu 480 triệu để mua được một cái khu vực, để mà mua được một cái nơi để mà tĩnh được cái tâm của mình và ở đây cảm thấy thoải mái và cảm thấy là không xô bồ cuộc sống thì quá tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ cụ thể như nào thì Giáp sẽ quay cho mọi người cùng xem. Xin mời mọi người. Đầu tiên là Giáp đứng ngay cái bờ suối luôn. Đây là một cái bờ suối các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy đây là một cái bờ suối này. Một cái dòng suối. Đây cứ em đứng bên đây, anh sẽ đem đây. Và dọc theo cái con suối này lên tút lên trên kia là các cái gành đá các bạn ạ. Giờ Giáp sẽ đi sang bên đây. Có nghĩa là suối thì là chung nhau, bên kia là của một nửa suối bên kia của người ta và nửa bên này là của mình. Thì như các bạn thấy là một cái dòng suối chảy này, chảy xuống như thế này, cứ dốc cách như này thôi. Và hai bên bờ suối cây cối rất là đẹp. Đó, như các bạn thấy là kia là bà xã của Giáp ngồi trên một cái bờ suối bên kia. Đây, như các bạn thấy là tuyệt vời. Và đây là những cái bụi tre họ trồng, những cái bụi tre rất là to và cứ dọc theo cái bờ suối này này các bạn này. Và đất bằng phẳng, cày máy vô tư, trồng điều kín, toàn điều già không. Toàn những cây to điều già không. Và những cái thác nước chảy cực kỳ là tuyệt vời. Giáp rất thích cái khu vực này. Đây các bạn ơi, từ đây mà ra đến trung tâm xã thì chỉ có vào khoảng 3 km, và ra đến trung tâm huyện thì vào khoảng hơn 40 cây. Và nếu mà từ đây mà các bạn đi ra đến gọi là thành phố Pleiku thì khoảng 60 cây số. Và như các bạn thấy là ở đây là có một toàn bộ là tre này. Đây là cái cây này, là cái cây tre tứ quý măng. Đây các bạn ạ, măng rất là hoành, rất là nhiều măng mới chặt. Và ở đây có một cây bưởi thì cũng rất nhiều quả ở mé bên kia. Đây có một cây xoài, ở đây rất nhiều cây ăn trái bưởi, rồi cái cây quýt. Và đây thì các bạn thấy là có một cái ao, chủ nhà cũng đã múc một cái ao ở đây để thả cá. Và toàn bộ khu đây là tất cả các loại cây ăn trái, rồi cây rau thơm, có chòi, có nhà hẳn hoi. Đây, và như các bạn thấy ở trên này là cái chòi, tí nữa Giáp sẽ đi lên quay. Và như là mọi người thấy là cây có múi, là cái cây ở đây là cái cây gì, thì cây này thì không biết là cái cây gì, nhưng mà quả nó phải sai đầy quả luôn. Bớt quả này quả gì, quả cam hay quả quýt hay quả quất thì Giáp cũng không biết. Đấy, ở đây thì nó còn các cái loại gia vị, rau. Như các bạn thấy thấy bưởi đây, quả đầy luôn bưởi. Và dưới này đây, Giáp thích nhất là khu vực dòng suối này, vì là từ cái chòi của mình xuống cái dòng suối này nó chỉ tầm 5 mét thôi. Như các bạn thấy đây nào, có một cây đào này, cây đào, cây đào. Và các bạn thấy đây, đây là dòng suối này, rất thích các bạn ạ, rất tuyệt vời. Và đây là cái chòi mình thì ngay kia luôn, và suối thì ở đây. Giáp sẽ đi dọc cái dòng bờ suối này. Giáp thích cái khu này, tuyệt vời các bạn ạ. Đây là khu vực trồng cả lá bánh. Đây, như các bạn thấy là thấp thó trên kia là các bạn thấy chòi. Và khu vực chăn nuôi gà đó, rất là gần đây. Và đây là suối đá này các bạn ạ. Đất này là đất thịt cực tốt và cực đẹp. Ui ui, cá bơi mà ở dưới. Anh ơi, đây các bạn ơi, thấy măng này. Một cái khu vườn phải nói là quá tuyệt vời. Và đây là các bạn thấy những cái cây tre trồng đẹp không? Ui ui các bạn ơi.
Đây các bạn thấy tuyệt vời không? Đây là tre này. Đây các bạn nhìn này, dòng suối nước chảy này. View tuyệt vời không? Đây các bạn ơi. Suối đây. Cứ đất nhà mình bám theo cái dòng suối này bao nhiêu mét? Như trong không? Trong lắm. Đấy, đi dạo dọc đây. Tí nữa Giáp sẽ quay cho mọi người xem cái khu vực nhà chòi. Nhà thì họ chủ nhà có lập bằng tranh. Và đây có những cái phiến đá phẳng đẹp như thế này. Quá đẹp luôn. Đây các bạn ơi, dòng suối này. Đây, tre bắt đầu trồng ở cái bờ suối này mà nó sạch sẽ các bạn ạ. Đây, bám theo dọc cái suối nước này chảy tít lên trên kia. Để quay cho các bạn xem. Buổi chiều nhờ đi bộ xuống đây nhờ. Mình cũng không khen gì nhưng mình thích cái khu này lắm các bạn ạ. Các bác mà mua chắc em phải vào đây chơi ké. Thích cái khu này lắm, nước đây. Đất đây. Chia đây. Con nghịch nước cũng được nhá. Đúng rồi. Ở đây thì phù hợp trồng rất nhiều các loại cây vũ như là cây điều, cây ăn trái các loại luôn. Thoải mái, chủ nhà đã trồng đủ các loại. Và xin mời mọi người là cùng đi vòng lên đây. Mình sẽ lên quay cái vườn điều già và mình sẽ quay vòng xuống cái khu vực cái chòi. Cái chòi đẹp. Ui các bạn ơi. Đây là có những cây cẩm, cây chắc này. Cây gỗ cẩm, gỗ chắc. Bám cỡ khoảng 400 mét cái mặt này. Bây giờ xin mời mọi người là mình cứ đi vòng vòng lên kia để mình thăm. Thì cái chòi mình đây. Thì cái suối đây. Nó tầm được khoảng 300-400 mét mà suối. Và xin mời mọi người là cùng đi. Đây là đất đen này các bạn này. Chất đất thì khỏi nghĩ đi. Nó cũng có đá. Đây này, đất đen này. Mình đào lên cho các bạn xem luôn. Đấy, chất đất này ok chưa? Và đất này thì cái điều đặc biệt là đã có bìa được 1H8 rồi. Và toàn bộ khu vực đây là điều già. Điều phải đến mười mấy năm nay rồi. Và bây giờ xin mời mọi người là cùng đi vòng này. Nó cũng có một chút đá nhá các bạn nhá. Nó có một chút đá ở đây. Đó. Nhưng mà cái đất này Giáp nghĩ là nó rất là đẹp. Vì cái đá này nó rất là mát. Nó sẽ làm cho những cái cây mát mẻ và nó tốt. Theo cái dọc bờ suối và trên kia chủ nhà cũng trồng được những bụi chè to các bạn ạ. Đất bằng. Ở đây thì chăn nuôi gà qué. Gà này, vịt này. Rồi chỗ chủ gần kia thì chủ nhà trồng rau. Có giếng. Đó. Hiện tại ở đây thì chưa có điện. Và cũng là đang là chơi năng lượng mặt trời. Đây những cái cây điều. Đây những cái phiến đá. Đẹp không? Những cái cục đá như con rùa luôn. Ôi cục đá này giống con rùa không này? Ừ. Mù mù mù. Mai con rùa. Ừ giống y mai con rùa luôn. Và các bạn thấy cái cây điều to như này. Cây này ngồi ngồi được ấy. Những cái cây điều to khủng bố như thế này. Và xin mời mọi người cùng đi ra kia xem những cái bụi tre họ đã trồng bao nhiêu năm nay, họ bao nhiêu năm nay. Chất đất đẹp lắm. Chất đất đẹp lắm. Thì những cái đá này là mình có thể làm những cái nơi để mà khu này các bạn có thể múc ao này. Ui ui. Tre rồi măng, ui măng bên kia kìa. Đây không biết cây tre gì đấy các bạn này. Không biết cái tre gì măng mà thẳng. Đây các bạn ơi, và đất trên này rất là bằng thẳng. Rất là bằng thẳng đây, nhìn các bạn này. Nhìn cái chất đất rất là bằng. Rồi mình đi đến này xong mình cắt qua rồi mình về cái chòi để quay cho các bác xem là một cái chòi dựng cũng mấy chục năm nay vẫn chưa méo mó gì. Đây các bạn thấy những cái cây điều nó già như này. To như này. Để mà với một cái số tiền này mà mình mà mua để mà mình ở đây mà mình tĩnh dưỡng thì chắc là anh thấy cũng được các em nhỉ? Quá được luôn. Sạch sẽ không các bạn? Sạch sẽ, vườn điều quá sạch sẽ. To. Đẹp quá các bạn ạ. Này, bằng này các bạn này. Bằng phẳng. Một cái vườn điều quá to luôn, toàn cái cây to không? Cây to đẹp. Đây là Giáp chỉ có đi quanh quanh đây có tít kia nó tầm 3 héc đi cũng hơi xa đấy các bạn. Những cây điều này trồng mấy chục năm. Đây và xin mời mọi người là mình cùng xuống tham quan cái khu vực quanh cái chòi này. Thì có những cái gì thì xin mời mọi người nhé. Đây là toàn bộ là điều như thế này đây. Các bạn thích để điều là có thu luôn. Và các bạn không để điều thì các bạn có thể là trồng xen kẽ những cái cây gì mà các bạn tùy thích. Đấy. Và đây là cái khu vực một cái căn nhà gọi là hơi bị lý tưởng. Đây xin mời mọi người cùng đến một cái túp lều lý tưởng đây. Thì gia đình cũng làm một cái nhà rất là cao. Theo chiều cao này chắc cũng cứ phải tầm là khoảng 6-7 mét các bạn ạ. 6-7 mét cũng cao đấy. Tầm 6-7 mét gì đấy. Và toàn bộ đây là cái khuôn viên nhá. Giáp sẽ quay cho các bạn xem đúng một vòng tròn này. Cái khuôn viên khu đây để các bạn hình dung là vào đây các bạn chỉ việc ở đây thôi.
các bạn thích làm thêm cái gì các bạn làm, tùy các bạn. Đó, là toàn bộ là khu đây. Bây giờ là xin mời mọi người là cùng lên cái nhà sàn này. Đây là một cái khu vực nhà sàn. Như bạn thấy bên dưới này cũng khá là cao, cao tầm khoảng trên 2 mét. Chắc khoảng 2 mét là cái khu vực ở cái khu vực bên dưới này. Đó, toàn bộ gỗ đây là gỗ cả trích thì phải, nó rất là chắc chắn. Đó. Nếu bạn nào mua thì làm vài bao xi xe cáp vào đây là các bạn làm. Thì toàn bộ đây là có cái gì mình quay cái đấy. Và trên này thì là có lợp bằng cỏ chanh, rất là thơ mộng luôn. Và đây là cái cầu thang đi lên, xin mời mọi người là cùng đi lên cầu thang trên đây. Và như các bạn thấy là cái ván này này là dày có phải 5 phân. Biết là cái gỗ gì rất là dày, dày có phải 5 phân. Thế nào bước lên đây là các bạn cảm thấy là rất là mát. Không gian rất là đẹp. Không gian rất là đẹp, đây là chủ nhà nhá các bạn nhá. Đây như các bạn nhìn thấy trần này, trên này là toàn bộ bằng chanh. Bằng cỏ chanh, nộp cỏ chanh, và cái cỏ chanh này thì cắt và sắp xếp là cũng rất là khó khăn và cũng là dày công. Đây, xin mời các bạn đây tham quan. Đây là khu vực bếp nấu nướng. Thì như các bạn thấy đây là gian bếp này. Khu vực kia là có thể là đi ra kia để mình rửa rãy thêm này. Chạn bát chỗ đây. Và khu đây là chỗ này là giường ngủ này. Đấy, đây là phòng ngủ, giường ngủ. Và toàn bộ tổng thể là như thế này. Khi mà đun ở đây ấy, thì cái khói nó ám lên tất cả những cái cây này thì nó sẽ rất là chắc. Phải không cô? Rất là chắc chắn và không bao giờ mục mọt được. Đây là toàn bộ. Đúng rồi, không mục mọt. Đây là bếp này. Từ đây lên đến đây, đến đây là toàn bộ khu vực như thế này. Quay cho các bạn xem một vòng. Và Giáp cảm thấy rất là thích khi mà chủ nhà lợp bằng cái chanh này. Lợp bằng cái chanh này thì nó rất là mát các bạn ạ. Và điện thì chơi năng lượng mặt trời, tuyệt vời. Và bây giờ xin mời mọi người cùng đi thăm cái vườn, cái mảnh vườn nhé các bạn. Toàn bộ gỗ đây là nhà sàn. Và xuống thì mình xem những cái mảnh vườn, và mảnh vườn xem là gia đình ở đây là trồng được những cái gì ở cái mảnh vườn này, xem là những cái cây ăn trái có những cái cây gì. Xin mời mọi người cùng đi ra đây. Cô bảo là có hai cây cóc, nhưng một cây cóc quả nó xài. À có một cây à cô? À cây cóc thì một cây, cây dổi thì mấy cây cô? À cây dổi có hai cây. Cây cây cóc, ui dồi nó sai à, phải nói sai sai nhờ cô nhỉ? Nhưng mà như thế này để trèo lên kiểu gì mà hái được. Ui dồi. Các bạn ơi, đây là cây cây cóc này. Cô vừa trèo lên thang này à? Ui dồi, cô có tuổi rồi mà trèo hoành tráng thế. Đây các bạn ạ, nó sai như thế này đây. Cây cóc các bạn thử để ý nhá. Mình sẽ quay như này cho các bạn để ý nhá. Mình sẽ zoom bớt lại một chút để cho mọi người cùng xem nhá. Đây, quả nó đây. Các bạn vào một cái cây cóc, một cái quả nó đã sai như thế này rồi. Mình quay cứ cụ thể nhất có thể. Đó là cái cây cóc và cô cũng bắt một cái thang. Thì hiện tại bây giờ là cái hệ thống tưới này các bạn này. Hệ thống tưới này thì là cô có mua một cái máy nổ đây. Đấy, là đây là cái giếng. Thì từ cái giếng này, từ cái khu vực cái vườn rau này mà đi xuống kia thì tầm khoảng 7-8 mét là tới suối thôi. Còn khu vực đây thì các bạn thấy là cô cũng đã trồng một cái khu vực lá rong. Lá rong để gói bánh. Mình cứ quay cho các bạn xem hết. Còn đây là cái nhà. Đấy, cái nhà thì cô có thương cái bạt đây thôi, nhưng mà ngồi trên kia nhìn quan sát hết. Bây giờ xin mời mọi người là vào cái gọi là cái vườn rau. Đây vườn rau thì cô trồng đủ các loại. Có cả bắp nếp. Rồi bên đây là cây gỗ dổi. Đấy là rau này. Còn đây là dưới này là quay cho mọi người xem là lá rong. Mình cứ quay có cụ thể, tại vì quay như này để chứng minh các bạn thấy là cái chất đất ở đây rất là tốt chứ không phải là đất xấu. Vì nếu mà đất xấu thì những cái cây này nó không lên được như này. Không cho phân cho việc. Đây là cái cây mắc mật này. Và đây cái cây này là cây quả gì đấy cô nhỉ? Quýt hay quất đấy? Quýt à? À quả quýt. Cây có múi ở đây rất là sai. Và đây là bắp nếp này các bạn này. Đây là toàn bộ bắp nếp. Và đây là hệ thống tưới, cô cũng làm tưới bét phun xương các kiểu. Và đây là ớt với các kiểu. Có cả cây khế, nói chung là nhiều loại cây lắm các bạn ạ. Và đứng đây là các bạn thấy cái suối kia rồi. Mình sẽ zoom lại một chút là các mọi người sẽ thấy cái suối ngay. Đấy, có vài bước chân là ra đến cái suối vừa nãy hai vợ chồng mình nội ở đấy. Và toàn bộ khu này như này, có cây mít này. Ui dồi ôi, mít quả các bạn nhìn này. Bạn nào mà kết trồng mít tố lữ thì vào đây. Đây các bạn thấy này. Đây, mít đây. Quả rồi trái của nó đây. Như mọi người thấy là nó sai cỡ này đây. Nhưng mà cái này là do không ấy được, nó đang bị sâu đục thân một tí. Và những cái cây ăn quả đấy rất là nhiều quả các bạn ạ. Lá rong cũng rất là sai, rất là tốt đấy. Thực sự ra một cái chất đất rất là tốt để mà
mà mua được cái miếng này thì Giáp nghĩ là quá ngon, tại vì có bìa có biết rồi. Đấy. Và đây là cái nhà cô cũng làm tấm lưới để lúc nào thả cá phải không cô? Một cái nhà sàn đẹp đấy các bạn ạ, rau thơm đủ các loại, rất là thơm mộng nhá. Ở đây rất là yên tĩnh thơm mộng. Rồi đóng lại cái cây đinh đăng này cũng to nữa, cây xoài này cũng phải mấy chục năm rồi. Quay tổng thể cho các bạn xem. Đấy thì có sao thì mình cũng quay cho mọi người xem như vậy thôi. Và đi từ đây ra tút đến cái bờ đầu trên kia. Nếu mọi người ưng thì Giáp sẽ gửi cho mọi người cái hình trích lục là đo làm lại là 26. Còn trong bìa là có một 28 là đo tổng lại. Ở đây có cả cây xạ đen này. Là toàn bộ như này, ao dưới đây. Và đây cũng có trồng cả cây mì, cây đồ đầy đủ. Đất thì đất cát pha, cát đen. Cũng có lủng củng, thi thoảng cũng có ít đá. Và ra đây thì cái ao đây, gà chạy đầy vườn các bạn ạ. Gà này mà thịt mà ăn thì tôi nói thật các bạn thì ngon lắm ấy. Gà này là gà thả vườn. Và toàn bộ dọc bên hai bên bờ suối thì gia đình cũng đã trồng là tre. Những cái bụi tre rất là đẹp luôn. Bụi tre. Nói chung khu này để mà ở đây mà làm mà tạo dựng ăn thì ngon đấy các bạn ạ. Dòng suối này là không bao giờ cạn nước đâu nhé các bạn nhé. Đấy. Là Giáp đợt trước mùa khô Giáp đã đi bẫy chim là Giáp biết. Ở đây rất là sạch, mát. Đây là suối nước chảy này các bạn này. Nước chảy. Còn đây là những cái bụi tre này các bạn này. Thấy tre đẹp không? Này có bìa sẵn rồi. Mà chỉ có với cái giá này là Giáp thấy là hợp lý lắm rồi đấy. Ở là tuyệt vời luôn. Có bìa rồi mình xây dựng hay mình làm cái gì vô tư. Đây các bạn nhìn những cái dạng tre này, măng nó lên này. Đây này, măng này các bạn thấy chưa? Măng này. Măng này. Này. Ui dồi ôi các bạn ơi, ui cây xoan này. Cái cây xoan này, cái đường kính vòng tròn này của nó phải 2 mét các bạn ạ. To đấy. Từ cái mặt này sang đến 80. Biết cũng được không, Giáp cũng thì tính thế thôi. Ổi đây. Ui ổi chín này các bạn này. Đây này. Các bạn thấy ổi chín chưa? Kia nữa kìa. Mọng mong. Tre này các bạn ơi. Rừng tre đẹp không? Giáp sao lại nhìn những cây tre giáp kết năm các bạn ạ. Ui măng này các bạn này. Này. Cây măng đã chưa? Không biết cô có ấy không, tí hỏi cô bảo để bán cho một hai cái để ăn quay. Đây này, những cái cây tre này. Ui các bạn ơi này. Tre cô trồng hết bãi ao các bạn ạ. Măng đã lắm. Đây này. Toàn bộ khu này gọi là quá đẹp đi các bạn. Thôi Giáp quay ra như thế thôi. Còn những cái bên kia thì là có những cái cây keo mới trồng với năm thứ hai, bước sang năm thứ hai thôi. Gọi là chắc được 8-9 tháng. 9 tháng đấy, cô cũng nói thế nhưng mà các bạn thấy nó to nó tốt đâu. Thôi thì quay cho tất cả các bạn xem như vậy. Nếu mà các bạn thiện chí thì cứ gọi điện cho Giáp. Cách nhà Giáp là 3 cây, khoảng 3 cây nha các bạn nhé. Cách nhà Giáp đi vào đây là chỉ khoảng 3 cây số thôi. Nếu bạn nào thiện chí mua thì cứ gọi điện cho mình. Còn đây là ao nhé các bạn nhé. Đây là một cái ao, ao nước. Khu vực này đất cát đẹp lắm. Được, khu này miếng này được. Miếng này mua để làm ăn là ok. Có thể mở rộng được các bạn nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video đằng sau. Mình nọ mọ mình thích quá mình cứ đi. Còn bà xã mình thì ở chít đi trên kia. Thôi thay lời cho bà xã cũng xin chào tất cả các bạn nhé. Gà giết rồi chạy đầy sân luôn. Thôi xin chào mọi người.